Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình nhận định thị trường vào đầu mỗi phiên Và như vậy thì vào 1 giờ rạng sáng ngày hôm nay Fed đã chính thức công bố mức hạ lãi suất 50 điểm Và đây là cái mức cắt giảm lãi suất đầu tiên từ kể từ tháng 3 năm 2020 Và ngay sau khi mà Fed có cái hành động quyết định cắt giảm lãi suất Cộng với là bài phát biểu của John Powell Chia sẻ về việc dự kiến sẽ còn hai lần cắt giảm lãi suất với cái mức tổng cộng là thêm 50 điểm nữa trong năm nay thì cho thấy là hiện nay à, kỳ vọng của của Fed về cái việc là mức hạ lãi suất so với là của cái tháng trước cũng đã đang cao hơn. Nhờ sau khi mà diễn biến của việc mà hạ lãi suất 50 điểm thì ngay sau, thì ngay sau đó thì chỉ số Dow Jones cũng đã có những cái cú giằng co rất là mạnh. Trước khi ra tin thì thị trường Dow Jones đang tiếp tục đang quá trình giảm điểm tiếp tục bỏ cái xu hướng của ngày hôm qua. Nhưng mà đến khi mà Dow Jones đã tăng điểm à, à, Dow Jones sau khi tiếp nhận cái thông tin của Fed thì đã tăng điểm trở lại. Tuy nhiên thì đóng cửa thì vẫn là ở cái mức giảm 0.25% và trong cái bối cảnh thời điểm hiện nay khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng đang là ở trong cái thời kỳ trống thông tin À, trong cái thời kỳ uh, Dow Jones đang uh, chống thông tin thì uh, với cái việc mà thị trường đang có một cái áp lực uh, giảm điểm thì có thể là sẽ khiến cho uh, ảnh hưởng lên đến cả thị trường uh, chứng khoán Việt Nam của chúng ta đặc biệt nhất đó là cái bối cảnh khi mà chỉ số vn index đang tiệm cận trở lại ở cái ngưỡng kháng cự đó là cái vùng khách sạn như chia sẻ với các anh chị trong cái xuyên suốt uh, những cái ngày qua khi mà viên index chạm về cái vùng hỗ trợ mạnh đó là cái vùng 1236 đến 1240 thị trường có kèm theo một cái việc là trạng thái tách kiếm tức là trạng thái cái chặn hút giá lên thì viên index cũng đã có một cái sự hồi phục rất là tích cực hồi lên được ở cái ngưỡng đó là 1265 1264 1265 và với cái vùng kháng cự hiện nay đó là 1264 265 ngày hôm qua thì viên index đã có những cái thời điểm vượt qua rất là tốt ở cái ngưỡng này tạo ra một cái sự hưng phấn lan tỏa trên hầu hết các cái Nhóm ngành hôm qua đã có thời điểm VNX chạm về ở cái vùng đó là 1271.77. Như vậy là sau một cái quá trình hồi phục thì thời điểm đến cuối phiên thì thị trường cũng đã có một cái điều chỉnh và nằm ngay ở cái vùng kháng cự khách sạn đó là Kijun 1265. Thái Lê đánh giá là với cái bối cảnh thời điểm hiện nay của thị trường và cùng với những cái thông tin ở bên lề có thể tác động thì diễn biến của thị trường thời điểm hiện nay sẽ gần như là sẽ đi tuân thủ theo cái kỹ thuật khi mà cái sự ảnh hưởng của bên ngoài ở cái mức mà không có quá lớn thì dễ dàng khi mà chạm ở cái ngưỡng kháng cự 1265 thì thị trường của chúng ta rất là dễ rơi vào ở giai đoạn cuối tuần này sẽ có những cái sự điều chỉnh nhẹ. Và sau cái cú điều chỉnh nhẹ này thì Thái Lê vẫn đang đưa ra một cái kỳ vọng bắt đầu từ tuần tới, đó là khoảng tầm thứ hai hoặc thứ ba, đặc biệt nhất đó là từ thứ ba. Thị trường sẽ ổn định dần trở lại và nó sẽ quay trở lại cái đà tăng. Nếu mà chỉ cần thị trường của chúng ta giữ được cái điểm số ở trên 1240, 1250 Rơi vào đến hết cái ngày thứ hai tuần tới Thì dự kiến cái kịch bản của thị trường trong tuần tới sẽ là Có một cái kịch bản bắt đầu thu hút được trở lại cái dòng tiền và cái đà tăng nó cũng sẽ quay trở lại Ngoài ra nữa à, cái kỳ vọng cho cái mục tiêu sắp tới có thể là quay trở lại Thị trường sớm quay trở lại ngàn 300 nhưng mà để mà đảm bảo được cái điều kiện này thì đòi hỏi là thị trường từ giờ cho đến thứ hai phải giữ vững được khi mà có cái sự điều chỉnh về ở cái quỳnh quanh cái vùng 1240 các anh chị nha. Đấy là về cái kịch bản của thị trường để chúng ta có những cái nhận diện và có những cái uh, cái phương thức để sắp tới là đưa ra những cái quyết định cho cho việc giải ngân. Bây giờ thì quay trở sang với một số cái cổ phiếu. Ngày hôm nay thì Thái Lê cũng đã đưa ra một cái list danh sách và chúng ta sẽ đi Uh, chi tiết vào các nhóm này xem là liệu có cái cơ hội để mở mua hay không các chị đang theo dõi chương trình này đừng quên là ấn like ấn subscribe ủng hộ cho kênh youtube của ib cũng như ủng hộ cho thái lê các chị nhá Rồi, ngày hôm qua thì uh, khi làm chương trình thì Thái Lê kiểm tra lại cái chất lượng âm thanh thì nó cũng hơi bị thỉnh thoảng rè rè. Thì hôm nay Thái Lê cũng đã được có cái sự điều chỉnh lại cái mic. Thì không biết anh chị mình thấy chất lượng âm thanh có vấn đề gì không à, Nếu có anh chị cứ comment ở dưới video nhá Để Thái Lê có thể điều chỉnh kịp thời Chứ xong khi mà ngồi lắng nghe mà chúng ta cứ nghe tiếng xẹt xẹt Hoặc là không êm thì nó sẽ rất là dở Rồi đây bộ lọc của chúng ta đã sẵn sàng tương đối là nhiều mã đấy liệu với cái cú điều chỉnh à, hiện nay thì có cơ hội được không cổ phiếu ăn à, agm vẫn miệt mài ngày hôm qua là một trong những ngày mà thái lê đánh giá cái cổ phiếu à, hcm đã có những cái mức tăng à, rất là tốt phải nói là rất là tốt luôn à, rất là tốt và có lẽ đối với hcm à, chúng ta sẽ theo dõi với những cái diễn biến của thị trường có thể xảy ra những cái cú điều chỉnh thì chúng ta có thể tham gia được đối với cái ngưỡng của cái cổ phiếu hcm ở quanh cái vùng 29.6, tức là rơi vào điều chỉnh khoảng 2% trong những cái ngày sắp tới. 29.6 này. ở ngày hôm qua STB cũng đã có một cái cú bật tăng lên rất là thuận lợi. À như vậy là STB có thể tham tra được ở quanh cái ngưỡng đó là 30. Đấy, STB như vậy thì đang có xuất hiện thêm một số cái cổ phiếu nữa để chúng ta có thể tham gia dần được. ACB vẫn duy trì được cái sự tích cực của cái nhóm ngân hàng. ACB có thể chúng ta để ý với cái vùng mua ở quanh 24.4. ACB có vẻ như một số cái nhóm đặc biệt là nhóm ngân hàng đang có tính chất dẫn sóng của thị trường ấy ở đây là cổ phiếu thế giới số thế giới số cũng đang bứt phá lên thế giới số thì vẫn đang có phía trên là một cái vùng mây nên là đang hơi bị kìm kẹp tuy nhiên nếu các anh chị đang có cổ phiếu thì vẫn cứ yên tâm để ngồi nắm giữ được cái cổ phiếu thế giới số này nó cũng đang tương đối là thuận lợi à, KDH vẫn duy trì được cái đà tăng KDH thì cái vùng mua à, ở quanh 37.6, 37.7. Nam Long cũng à, khá là tương đồng với cổ phiếu thế giới số lúc nãy Gần như sung hạn đang thuận lợi này Ngắn hạn thì đang à, có những cái sự rằng co và dự kiến ngày hôm nay có thể là điều chỉnh trở lại ở cái vùng 41, 41.3 thì ok các anh chị cũng có thể là yên tâm để tham gia được nhưng mà nó chưa có cái tín hiệu vượt mây nên là thái lê muốn xong cái chương trình này thì sẽ lọc ra những cái cổ phiếu vượt mây bởi vì nhìn chung là có vẻ như ngày hôm nay các cái bộ lọc bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu hơn rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái tín hiệu mạnh nhất Dừa phát một cổ phiếu rất là mới lạ nè Nhưng mà nó chỉ mới có thanh thanh khoản đột biến thôi Đạt phương Đạt phương có thể là Cân bằng được, điều chỉnh được Quanh cái vùng 55 Rồi nó bật tiếp thì là ok nhất đấy. À 55 của Đạt Phương thì nếu mà điều chỉnh 55 là cũng phải 3,5%, nếu mà điều chỉnh thì chắc là phải rơi vào khoảng tầm ngày mai hoặc thứ sáu. Đó, thì với cái kịch bản này Đạt Phương nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. MBS cũng vượt được này, nhóm chứng khoán là MBS tương đối là thuận lợi PSR nhóm ngành cao su Hôm nay bộ lọc về Thái Lê lọc luôn thêm cả cái ngày hôm qua do ngày hôm qua Thái Lê cài máy máy nên là chưa có thể nhờ bên đội cốt thiết lập cho cái bộ lọc này được nên hôm nay sẽ số lượng cổ phiếu nó có vẻ nhiều hơn đúng không? Ok, cũng rất là hy vọng là sẽ có nhiều cái cổ phiếu có được cái tín hiệu vượt được những cái vườn kháng cự như là Kijun, như là khách sạn. Bởi vì khi mà thị trường của chúng ta có nhiều cái cổ phiếu vượt được ấy, thì đó cũng là cái thời điểm mà những cái sự kỳ vọng nó sẽ nhiều hơn. nhìn như tổng thể của trong cái ngày hôm qua thì đa số là trên tổng thể thị trường chìm ở trong cái sắc xanh rất là nhiều cổ phiếu đã có những cái mức tăng mạnh đặc biệt nhất đó là ở cái nhóm chứng khoán như vds này mbs này acm à, là đã có những cái mức tăng rất là tốt rồi. Bên cạnh đấy thì có nhiều cái cổ phiếu cũng à, có chiều hướng ngược lại nhưng mà gần là những đó là những cái cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán nhỏ thôi. À, đa số là vẫn à, đang đang là những cái đà tăng rất là lớn. À. Ok như vậy thì à, nhìn diễn qua cái diễn biến của thị trường cũng để anh chị chúng ta sẽ đưa ra một cái góc nhìn kịch bản trên hướng của phân tích kỹ thuật Ichimoku, đó là sau cái cú hồi về khách sạn như nhận định thì thị trường dự kiến là có những cái sự giằng co và ngày hôm nay cũng là ngày đáo hạn phái sinh của tháng 9. Do vậy nên anh chị cũng lưu ý có thể là trang phiên chiều thị trường sẽ có những cái biến động mạnh ở cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhá. Có thể xảy ra những cái biến động mạnh và cái sự điều chỉnh nếu có của thị trường thì dự kiến chỉ có thể kéo dài từ giờ cho đến là cái phiên của ngày thứ hai. Sau đó khoảng tầm thứ ba thị trường chỉ cần giữ được trên 1240, 1250 thì vô cùng là thuận lợi. Còn với cái trường hợp mà thị trường của chúng ta tích cực ngay ở trong cái phiên ngày hôm nay, tức là bứt phá được hẳn hoàn toàn chính xác xác nhận được cuối phiên vượt được 1266 hay 1270 thì dự kiến là thị trường của chúng ta sẽ sớm có cái tín hiệu đảo chiều và Uh, cái đà tăng mặc dù khi đấy là cái đà tăng sẽ uh, mất cái khoảng thời gian để uh, tích lũy và thu hút được lực cầu nhưng mà sẽ có rất là nhiều cổ phiếu cứ luân phiên luân phiên để vượt được cái vùng cản thì với những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cũng có thể là tận dụng vào cái ngày thứ sáu hoặc cái ngày thứ hai chúng ta có thể mua sớm hơn được một đến hai phiên nha đấy là các cái kịch bản của thị trường và chúc anh chị có một cái ngày giao dịch sàn đầy năng lượng và thành công nha bye bye và hẹn gặp lại